Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ trong phần tiếp theo của Cà phê Ngày mới sáng nay, chúng tôi xin được điểm qua những thông tin nổi bật đã được báo chí quan tâm và đăng tải. Đầu tiên là câu chuyện về giao thông. Do năm nay Tết Dương lịch và Tết âm lịch gần nhau, cộng với việc là nhiều người lao động họ phải nghỉ Tết sớm, nên thời điểm này nhu cầu mua vé tàu xe, vé máy bay đã tăng nhanh. Vì thế, việc vé tàu xe, vé máy bay còn hay hết, giá cả như thế nào đang là vấn đề mà rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Trên tờ Giao thông ở trang 2 và trang 3 cho biết vé tàu xe tăng nóng vì Tết sớm. Thông tin từ các nhà xe cho biết dự báo lượng khách đi lại trong dịp Tết năm nay tăng trên 60% so với năm trước. Trong đó, nhu cầu khách về miền Trung tăng rất cao. Nhiều nhà xe hiện đã hết vé, dù mức tăng đã cao hơn từ 40 đến 60%. Dù vậy thì đại diện nhiều bến xe vẫn khẳng định không lo thiếu xe trong dịp Tết do đã tính đến trường hợp quá tải trong dịp này. Các đơn vị đều đã có kế hoạch điều động thêm xe để phục vụ du khách đường sắt sao cho hiệu quả và hiện thì nhiều tuyến đường chỉ còn có ghế phụ. Còn về vé hàng không, theo khảo sát của phóng viên báo Giao thông trên các trang bán vé trực tuyến, vào sáng ngày 12 tháng 12, vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc dịp Tết vẫn còn nhưng không nhiều, đa phần những chuyến bay giờ đẹp đã báo hết vé, một số chuyến hệ thống báo chỉ còn vài vé. Còn trên báo Lao động ở trang số 4, xuống ra sáng ngày hôm nay có một bài viết liên quan tới vấn đề giá điện. Và ngành điện thì cũng đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức từ việc giá nguyên liệu cũng đã gia tăng đột biến và cần đề nghị cho phép điều chỉnh giá một cách kịp thời. Và trước những thông tin này thì nhiều công nhân lao động đã bày tỏ mong muốn được xem xét nhiều hơn về việc điều chỉnh mức tăng phù hợp với thu nhập của họ. Tờ Lao động trên trang 4 cũng đã trích dẫn những ý kiến đáng chú ý của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, một chuyên gia tài chính, giảng viên cao cấp, Học viện Tài chính, cho biết. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ cũng đã yêu cầu các dịch vụ công nói chung và điện nước nói riêng là không tăng giá. Có thể thấy trong khoảng thời gian đó, mức độ lạm phát hay sự tăng giá điện, tăng giá dầu và dầu vào của giá than dầu hay khí đốt. Vậy nên, đã đến lúc cần phải xem lại việc nên tăng giá điện ở mức độ nào cho phù hợp. Song theo ông, lương tối thiểu vùng mới được tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở mức 6% và con số này không chỉ thấp so với lạm phát mà còn thấp so với nhu cầu chi tiêu của người lao động trong thời gian hiện nay. Vì vậy, việc xem xét tăng giá điện là hợp lý nhưng cũng cần phải xem xét để giá điện ở mức độ là bao nhiêu hay tăng khi nào cũng là một trong những bài toán mà các cơ quan cần phải xem xét và tính toán kỹ lưỡng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó liên quan đến câu chuyện về cải cách hành chính hay là thủ tục hành chính thì ngày hôm nay cũng có một cái thông tin rất đáng quan tâm trên báo Đại Đoàn Kết mà chúng ta cũng có thể điểm qua. Liên quan đến đề án đầu tư xây dựng các huyện, thành, quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 thì mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chưa có chủ trương chính thức về vụ việc này. Trên tờ Đại Đoàn Kết ở trang 3 có bài đăng rất nhiều những ý kiến đóng góp cho rằng từ kinh nghiệm phát triển thành phố Thủ Đức hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh cần thêm thời gian nghiên cứu quy hoạch không gian, hình thành bộ khung về kết cấu hạ tầng, các trục đường giao thông, các khu đô thị lớn cùng với các thiết chế văn hóa xã hội đi kèm để đưa đến quyết định sau cùng. Và theo quy định của Trung ương, nếu địa phương đủ điều kiện lên thành phố, phải đạt được các tiêu chuẩn cụ thể về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính, loại đô thị 2, 1, 2 hoặc 3 và cơ cấu trình độ phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các huyện phải đáp ứng trước hết đủ các tiêu chuẩn quan trọng này là điều hoàn toàn phù hợp. Các huyện xin lên thành phố hiện nay thuận lợi là có mô hình thành phố Thủ Đức và đã thành lập được 2 năm nay để học hỏi kinh nghiệm, đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình phù hợp. Thưa quý vị, những tập đoàn lớn như là Samsung, Heineken hay Foxconn hay LG cùng với nhiều tập đoàn lớn khác trên thế giới đã và đang tiếp tục đầu tư cũng như gia tăng mức vốn đầu tư vào Việt Nam của chúng ta để cho thấy được rằng hoạt động kinh doanh của họ đã đạt mức hiệu quả. Và đây cũng là một thông tin vui trong lĩnh vực kinh tế mà được tờ Thanh Niên đăng tải trên trang số 2 và trang số 3 số ngày ra sáng ngày hôm nay. Theo đó, với rất nhiều ông lớn thì vẫn khi đặt chân đến Việt Nam hoặc là tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, cho thấy được rằng Việt Nam vẫn là một điểm thu hút vốn FDI. Đặc biệt, các tập đoàn có dòng vốn lớn, chất lượng cao hàng đầu thế giới đã xem Việt Nam như một trung tâm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của khu vực lẫn ở thế giới. Các công ty FDI đã làm ăn ở Việt Nam cảm nhận thấy rằng môi trường kinh doanh tại nước chúng ta đang ủng hộ họ. Nhất là sau COVID-19 thì những động thái từ cấp lãnh đạo trung ương cho đến các địa phương đều có chiến lược mời gọi và thu hút vốn ngoại khá cởi mở. Mặt tích cực dễ thấy nhất là các doanh nghiệp lớn này đã có niềm tin vào môi trường kinh doanh của Việt Nam và đặc biệt sự ổn định về kinh tế vĩ mô cũng như là các hỗ trợ từ chính phủ.
Cụ thể thông tin hơn về bài viết này, quý vị khán giả có thể tìm đọc trên trang số 2 và 3 của báo Thanh Niên. Trong khi đó, tờ báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay cũng có một vấn đề rất đáng quan tâm liên quan đến việc là có nên hay không cấm toàn bộ thuốc lá thế hệ mới hiện nay. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến thuốc lá thế hệ mới thì đây là bao gồm những thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được mua bán sử dụng ở khắp mọi nơi. Tỷ lệ người sử dụng, nhất là ở trong độ tuổi đi học, đang tăng cao và đã có không ít trường hợp nguy kịch, thậm chí là suýt tử vong vì loại thuốc lá này. Tờ Tuổi Trẻ đăng tải bài viết trên trang 2 và trang 3 thể hiện quan điểm ủng hộ cấm cần toàn bộ thuốc lá thế hệ mới. Quan điểm của Bộ Y tế là bảo vệ sức khỏe của người dân trên các lợi ích về kinh tế dựa trên các căn cứ khoa học, điều kiện thực tiễn của Việt Nam, không thí điểm các sản phẩm có hại cho sức khỏe. Do đó, Bộ Y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nấu, và đều là các sản phẩm có hại cho sức khỏe con người. Chưa kể những mặt hàng thuốc lá thế hệ mới như là thuốc điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được quy định bởi những văn bản pháp luật để kinh doanh hợp pháp. Do đó, việc buôn bán kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc làm nóng hiện nay là hành vi chưa được cấp phép của vi phạm quy định pháp luật. Thưa quý vị, thời gian vừa qua liên tục xảy ra những vụ việc các em học sinh ở một số trường tiểu học bị ngộ độc thực phẩm hay là những đồ chơi từ hàng rong trước cổng trường, khiến cho các bậc phụ huynh bất an vô cùng. Và một thực tế cũng đã được tờ Tuổi Trẻ đăng tải những thông tin trên trang số 13. Khi nhà trường nói khó quản lý bên ngoài cổng và cơ quan chức năng thì kiểm tra xong, hàng rong lại đến. Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản, chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dễ gây ra các nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, có thể gây ra các triệu chứng cấp tính tức thời như đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Thế nhưng điều đáng lo ngại hơn là tác động âm thầm của thực phẩm, đồ chơi bẩn khi trẻ ăn hay uống, tiếp xúc thì ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể, dễ gây ra các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, béo phì. Đáng lo ngại hơn là các chất hóa học hay thuốc trừ sâu, chất tăng trọng tồn dư trong các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ngấm vào cơ thể một cách từ từ, tích tụ lại, gây nên bệnh ung thư cho trẻ.